Đại học Edith Cowan, EQ của Australia vừa phát triển thành công một hệ thống máy tính kết hợp camera có thể phát hiện, xác định mức độ say rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô. Theo EQ, hệ thống sử dụng các phiên bản camera hướng về phía người lái đang được sử dụng làm camera hành trình. Hệ thống sử dụng camera RGB dựa trên hệ thống máy học phân tích nhiều đặc điểm trên khuôn mặt, cũng như vị trí đầu và hướng nhìn của người lái xe để xác định mức độ say của họ. Có 60 tình nguyện viên sử dụng thiết bị mô phỏng nói trên với một camera RGB video để ghi lại khuôn mặt của họ. Những người tham gia được chia thành 3 mức là tỉnh táo, hơi say và quá say. Những hình ảnh này sau đó được đưa vào hệ thống máy học để phân tích. Các thử nghiệm đầu tiên đã chứng minh được độ chính xác 75% trong việc phân tích hành vi của lái xe. Sau thử nghiệm, hệ thống này có thể được tích hợp vào camera giám sát ven đường, cung cấp một giải pháp thay thế nhanh chóng và hiệu quả cho các cuộc kiểm tra đối với người lái xe khi sử dụng rượu, bia